Cẩm Tú và Phất Nhân xin gửi lời chào ngày mới đến quý vị. Chúng ta lại gặp nhau trong khung giờ quen thuộc của Nghe Nhanh 6 giờ. Hôm nay, thứ ba, ngày 6 tháng 6 năm 2023. Mình chúc quý vị sẽ có một ngày làm việc tràn đầy năng lượng, thành công và may mắn. Thưa quý vị, ngày 6 tháng 6 hàng năm là ngày truyền thống người cao tuổi Việt Nam để ghi nhớ những công lao đóng góp của người cao tuổi qua mọi thời kỳ. Đồng thời, nhằm mục đích tuyên truyền, khuyến khích mọi người hãy yêu thương, chăm sóc và bảo vệ những người cao tuổi. Tôn trọng người cao tuổi là thể hiện việc uống nước nhớ nguồn, trọng nhân nghĩa của người Việt Nam. Ý nghĩa này sẽ được giữ gìn và phát huy từ thế hệ này sang thế hệ khác, là biểu hiện của đạo hiếu, kính yêu ông bà, cha mẹ trong gia đình và dòng họ. Kính già, yêu trẻ là phương châm sống của những người có văn hóa trong xã hội. Vì thế, hôm nay, rất mong quý thính giả của chương trình sẽ thể hiện tấm lòng hiếu kính với các bậc cao tuổi bằng những việc làm thiết thực nhất. Và quý vị cũng đừng quên Nghe Nhanh 6 giờ được phát lúc 6 giờ sáng mỗi ngày trên một podcast tại địa chỉ thanhniên.vn và các kênh YouTube, Spotify, Google Podcast và Apple Podcast Báo Thanh Niên. Hãy đón theo dõi chương trình để cập nhật các tin tức trong nước và quốc tế đáng chú ý. Còn bây giờ, hãy cùng Cẩm Tú và Phước Nhân điểm qua những nội dung chính của Nghe Nhanh sáng nay. Bác phó giám đốc trung tâm nghiên cứu của trường Đại học Tây Bắc. Nghi phạm và hai cô gái trong vụ chặn đường đập vỡ kính xe cấp cứu ra trình diện. Công an Đồng Nai bắt người đàn ông giả công an lừa chạy án vụ trục lợi bảo hiểm. Cảnh báo giả danh cán bộ công an để lừa đảo ở tỉnh Lâm Đồng. Góc nhìn của luật sư từ vụ cơm sườn, bún chả Sầm Sơn. Liệu có phải chỉ cần niêm yết thì bán giá nào cũng được? Chủ tịch Hạ viện Mỹ đối diện nguy cơ mất chức vì thỏa thuận trần nợ công. Bất chấp sức ép, ứng dụng TikTok vẫn nổi tiếng tại Mỹ. Cùng với đó là các tin tức đáng chú ý trên mạng xã hội, giải trí và dự báo thời tiết. Sau đây, mời quý vị đến với điểm tin trong nước. Công an tỉnh Sơn La vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Đào Hữu Bính, 37 tuổi, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Chuyển giao Công nghệ, Trường Đại học Tây Bắc về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Theo kết quả điều tra, năm 2022, Ủy ban Nhân dân huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La ban hành quyết định phê duyệt dự toán, giao nhiệm vụ cho Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện, đặt hàng đào tạo nghề cho lao động nông thôn, trình độ dưới 3 tháng với tổng kinh phí 3,2 tỷ đồng. Phòng đã ký kết hợp đồng đặt hàng với Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Chuyển giao Công nghệ để thực hiện mở 25 lớp đào tạo nghề nông nghiệp trình độ dưới 3 tháng cho 860 học viên. Qua điều tra, Công an tỉnh Sơn La xác định Đào Hữu Bính đã lợi dụng chức vụ để lập khống chứng từ thanh toán, chi trả tiền công giảng dạy, tiền công tác phí, tiền lưu trú cho giáo viên với số tiền quyết toán khống gần 2 tỷ đồng. Số tiền này Bính dư lại cho bản thân và dùng cho nhiều khoản chi ngoài danh mục hợp đồng đào tạo. Liên quan vụ ngang nhiên chặn xe cấp cứu chở bệnh nhân đập vỡ kính gây xôn xao dư luận, hôm qua 5 tháng 6, Công an thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh tiến hành triệu tập lấy lời khai nghi phạm sau khi mời nghi phạm và hai cô gái có liên quan đến trình diện. Theo đó, nghi phạm đập vỡ kính xe cấp cứu là Hà Quang Danh, 25 tuổi, trú phường 9, thành phố Trà Vinh, Nguyễn Thị Mỹ Chi, 20 tuổi, trú xã Long Đức, thành phố Trà Vinh và Huỳnh Thúy Nhi, 24 tuổi, ngụ thị trấn Long Thành, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh. Như báo Thanh Niên đã thông tin, ngày 3 tháng 6 vừa qua, mạng xã hội Facebook xuất hiện hai đoạn clip tổng độ dài hơn 2 phút, ghi lại cảnh một người đàn ông chặn đường, gây sự với tài xế và đập vỡ kính chắn gió xe cứu thương ngay trước bệnh viện tỉnh Trà Vinh. Sau khi được đăng tải, dư luận bức xúc trước hành vi này, hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan công an làm rõ. Liên quan vụ trục lợi bảo hiểm ở Đồng Nai, Công an tỉnh này vừa bắt khẩn cấp Hứa Nghiệp Thắng, 49 tuổi, ngụ tại thành phố Hồ Chí Minh để điều tra về hành vi lừa đảo. Theo điều tra ban đầu, sáng ngày 30 tháng 5, khi biết công an đang phối hợp với các đơn vị liên quan khám xét nhiều phòng khám đa khoa tư nhân để làm rõ hành vi làm giả các loại giấy tờ như giấy khám sức khỏe, chứng nhận bệnh án cho công nhân có nhu cầu nghỉ bệnh được quyết toán tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, Hứa Nghiệp Thắng nảy sinh ý định lừa đảo. Sau đó, Thắng bèn giả danh cán bộ công an, gõ cho người đại diện của một phòng khám trên địa bàn, yêu cầu giao số tiền 500 triệu đồng để chạy án vì biết phòng khám này có vi phạm. Sáng ngày 31 tháng 5, Thắng đi xe máy từ thành phố Hồ Chí Minh xuống thành phố Biên Hòa, ngay đối diện trụ sở công an thành phố để nhận tiền. Lấy được tiền, Thắng mang trả nợ vay mượn nóng để cá độ bóng đá và tiêu xài cá nhân. Sau khi giao tiền, phía người đại diện phòng khám nghi ngờ bị lừa tiền, gọi điện cho Thắng nhưng thuê bao không liên lạc được nên trình báo công an.
Tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đồng Nai đã vào cuộc điều tra và truy bắt được Thắng khi đang lẩn trốn tại thành phố Hồ Chí Minh. Làm việc với công an, Thắng thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, thời gian gần đây, một số cán bộ và người dân trên địa bàn tỉnh nhận được cuộc gọi từ người tự xưng là Phạm Văn Bình, chức vụ trưởng phòng, hoặc tự xưng là Trung úy Hoàng Minh Phú, cán bộ an ninh mạng. Cuộc gọi hù dọa chủ nhân số điện thoại về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người ở tỉnh Lâm Đồng và các tỉnh thành khác trên cả nước, yêu cầu họ mang theo giấy tờ tùy thân và SIM điện thoại đến trụ sở công an trong vòng 2 giờ để giải quyết. Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao khẳng định thông tin trên là sai sự thật nhằm mục đích gây tâm lý hoang mang cho người dân để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Đơn vị không có cán bộ tên Phạm Văn Bình hay Hoàng Minh Phú. Do đó, đơn vị này khuyến cáo người dân đề cao cảnh giác trước các số điện thoại lạ, tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, không làm theo bất kỳ hướng dẫn gì từ các cuộc gọi giả danh cơ quan thực thi pháp luật. Khi cần giải quyết công việc với người dân, các cơ quan sẽ tiến hành gửi giấy mời làm việc theo đúng quy định. Vị trong một góc nhìn sáng nay, hãy cùng Cẩm Tú và Bất Nhân nhìn lại hai vụ việc gây xôn xao dư luận những ngày qua. Vụ thứ nhất là vụ sốt bún 35.000 đồng mà chỉ có một đĩa bún, hai miếng chả và chén nước chấm ở thành phố Sầm Sơn thuộc tỉnh Thanh Hóa. Vụ thứ hai là phần cơm sườn có giá 120.000 đồng nhưng chỉ có một miếng sườn kèm cơm, nước canh và rau luộc được du khách phản ánh ở công viên Thiên đường Bảo Sơn tại Hà Nội. Ở cả hai vụ việc, nhiều ý kiến cho rằng giá bán như vậy là cao hoặc chất lượng suất ăn chưa tương xứng với giá thành. Trong khi đó, chính quyền cơ sở của hai địa phương đều khẳng định các nhà hàng bán đúng giá vì đã niêm yết giá công khai nên không có cơ sở khẳng định nhà hàng chặt chém, không có căn cứ để xem xét xử lý. Giải thích này khiến nhiều người thắc mắc. Phải chăng chỉ cần niêm yết công khai, chủ cửa hàng thích bán giá bao nhiêu cũng được, dù cao hơn mặt bằng chung của thị trường vẫn không bị xử lý. Sau đây, chúng ta sẽ tìm hiểu vấn đề này qua ý kiến của luật sư Hà Công Tâm thuộc đoàn luật sư thành phố Hà Nội. Theo luật sư Hà Công Tâm, ở khoảng 6 điều 4 luật giá năm 2012 quy định, niêm yết giá là việc tổ chức cá nhân sản xuất kinh doanh thông báo công khai bằng các hình thức thích hợp, rõ ràng và không gây nhầm lẫn cho khách hàng về mức giá mua, giá bán hàng hóa, dịch vụ bằng đồng Việt Nam. Việc niêm yết giá được thực hiện bằng cách in, dán, ghi giá trên bảng, trên giấy hoặc trên bao bì của hàng hóa, hoặc bằng hình thức khác tại nơi giao dịch hoặc nơi chợ bán hàng hóa dịch vụ để thuận tiện cho việc quan sát, nhận biết của khách hàng, cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Điều 12 Nghị định 109 năm 2013 sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 49 năm 2016 quy định xử phạt một số vi phạm về niêm yết giá như phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng nếu không niêm yết giá hàng hóa, dịch vụ tại địa điểm phải niêm yết giá theo quy định hoặc niêm yết giá không rõ ràng gây nhầm lẫn cho khách hàng. Nếu vi phạm nhiều lần hoặc tái phạm, mức phạt sẽ nâng lên từ 1 đến 3 triệu đồng, hoặc phạt tiền từ 5 đến 10 triệu đồng đối với hành vi bán cao hơn giá niêm yết hàng hóa, dịch vụ do tổ chức cá nhân định giá. Như vậy, pháp luật chỉ xử phạt đối với hành vi không niêm yết giá không rõ ràng hoặc bán không đúng giá niêm yết. Còn với việc đã niêm yết rõ ràng nhưng giá cao hay thấp thì không có căn cứ để xử phạt. Tuy nhiên, thực tế cũng có không ít trường hợp có niêm yết giá nhưng lại mập mờ trong hình ảnh. Chẳng hạn trên biển quảng cáo ghi rõ giá thành kèm theo hình ảnh bát bún rất ngon, hấp dẫn. Thế nhưng khi gọi món, đúng là mức giá ấy, nhưng lại là một bát bún khác xa quảng cáo. Trường hợp này có thể coi là niêm yết giá không rõ ràng, ghi nhầm lẫn cho khách hàng. Cũng theo luật sư Hà Công Tâm, trừ những trường hợp do nhà nước định giá, thì giá thành sản phẩm tùy thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó có hạch toán của mỗi cơ sở kinh doanh. Cùng một sản phẩm, nhưng cơ sở này bán một giá, cơ sở kia lại bán giá khác, hoặc cùng một mức giá nhưng có cơ sở ngon, cơ sở lại không ngon. Khi ấy, sự quyết định sẽ phụ thuộc vào bản thân thị trường. Luật sư Tâm đánh giá, nếu bán giá quá cao, cơ sở kinh doanh có thể đối diện với tình trạng ế ẩm, không có người mua. Còn nếu đã thấy cơ sở niêm yết giá rõ ràng mà vẫn sử dụng dịch vụ, thì đó là sự thỏa thuận giữa bên mua và bên bán. Dù vậy, không phải cứ niêm yết giá thì chủ cửa hàng có thể bán giá tùy thích. Điều 13, Nghị định 109 năm 2013 cũng quy định xử phạt đối với các hành vi tăng hoặc giảm giá hàng hóa dịch vụ bất hợp lý. Ví dụ, phạt tiền từ 1 đến 5 triệu đồng nếu bán giá cao hơn mức giá đã kê khai hoặc đăng ký với cơ quan quản lý có thẩm quyền mà hàng hóa dịch vụ bán tăng giá có tổng giá trị đến 50 triệu đồng,
mức tiền phạt sẽ tăng tương ứng với tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ bán tăng giá. Cuối cùng, luật sư Công Tâm kiến nghị, để tránh thiệt thòi hoặc không hài lòng về giá sản phẩm, tốt nhất khách hàng nên có sự trao đổi, thỏa thuận với cơ sở kinh doanh trước khi sử dụng dịch vụ. Nếu thấy đắt, khách hàng có thể lựa chọn cơ sở kinh doanh khác, nếu thấy phù hợp thì sử dụng. Thưa quý vị, vừa rồi là ý kiến từ phía luật sư về hai vụ việc bán thức ăn với giá cả được cho là không hợp lý, gây xôn xao dư luận thời gian qua. Hy vọng là những thông tin này sẽ giúp quý vị có kinh nghiệm khi gặp phải những trường hợp tương tự. Riêng Cẩm Tú thì thấy tốt nhất, mỗi người chúng ta nên là một người tiêu dùng thông thái, biết lựa chọn sản phẩm, dịch vụ phù hợp với mình. Ừ, chính xác đó Cẩm Tú. Chúng ta đang ở trong nền kinh tế thị trường mà, thuận mua vừa bán nó là nguyên tắc cơ bản rồi. Tuy nhiên là người tiêu dùng có quyền từ chối những sản phẩm, dịch vụ nếu như chúng ta cảm thấy nó không phù hợp. Vì thế, hãy biết tận dụng quyền lực mềm này quý vị nha. Còn bây giờ, chúng ta sẽ tiếp tục nghe xem mạng xã hội những giờ qua có gì đặc biệt quý vị nha. Thưa quý vị, mạng xã hội những ngày gần đây cùng nhau lan truyền series video vẽ nụ cười của tài khoản TikTok vẽ hạnh phúc. Chủ tài khoản là cặp đôi Nguyễn Phú Thịnh, 29 tuổi và Nguyễn Phan Thanh Phượng, 25 tuổi, tại thành phố Hồ Chí Minh. Chia sẻ trên tài khoản của mình, Thanh Phượng cho biết series vẽ nụ cười ra đời với mong muốn mang màu sắc ghi lại những điều dễ thương tích cực mà cả hai bắt gặp trên những cung đường đi qua. Từ đó mang lại tiếng cười, niềm vui và tiếp thêm tinh thần, động lực cho tất cả mọi người. Đồng thời, với niềm yêu thích hội họa và giàu lòng nhân ái, cả hai rong ruổi trên những đoạn đường ở thành phố Hồ Chí Minh để vẽ bản hiệu miễn phí cho những người bán hàng rong. Hy vọng người mua chú ý hơn, giúp các cô chủ bán hàng đắt hơn. Là người đồng hành cùng Phượng khắp các nẻo đường, Thịnh cho biết cái khó là phải làm sao tìm được nhân vật. Có hôm chạy ngoài đường 3 đến 4 giờ đồng hồ vẫn không tìm được ai. Đến nay, hành trình vẽ nụ cười đã được 12 số, lan tỏa nhiều nguồn năng lượng tích cực đến các bạn trẻ. Mới đây, cặp đôi Phượng, Thịnh đã đến trang trí chiếc xe bột chiên cho bà Nguyễn Thị Liên Hoa, 72 tuổi, trên đường Điện Biên Phủ, quận Nhất. Theo bà Hoa, chiếc xe bột chiên này đã hơn 30 năm do chồng bà làm nên. Tuy cũ kỹ nhưng vẫn đầy giá trị vì đó là kỷ niệm mà người chồng quá cố của bà để lại. Bề mặt xe bột chiên bám đầy dầu mỡ, tróc sơn là một thách thức lớn đối với cặp đôi. Tuy vậy, cả hai không nản chí, nhanh chóng bắt tay vào lau chùi. Thay những chi tiết trên chiếc xe đã bong tróc nên Thịnh dùng dây kẽm để cố định lại. Xong phần dọn dẹp, thế là Phượng bắt tay vào vẽ trang trí. Dưới cái nóng oi ả của mùa hè, cùng hơi nóng từ cháo dầu bột chiên càng khiến cho công việc này thêm phần thử thách. Hơn 4 tiếng đồng hồ, cuối cùng chiếc xe bột chiên cũ kỹ cũng đã khoác lên mình một chiếc áo mới thật đẹp. Từ những chất liệu đơn giản như bầu sơn acrylic, bút sơn, cồn, Thanh Phượng đã vẽ nên những điều tử tế cũng như nụ cười của những người bán hàng rong. Trên từng bảng hiệu, cô nàng Genis còn ghi lại những câu chữ đầy tích cực gửi gắm đến khách hàng. Vâng, đây đúng là một điều nhỏ xíu đáng yêu để khởi động một ngày mới đúng không anh Phước Nhân? Và Cẩm Tú hy vọng là cặp đôi này sẽ tiếp tục hành trình vẽ nụ cười và lan tỏa điều tích cực đến nhiều người hơn nữa. Chuẩn luôn Cẩm Tú ơi! Cứ mỗi lần mà xem video của hai bạn trẻ này á là nó thật là anh xúc động lắm. Bởi vì cái câu chuyện của từng nhân vật cũng như là hành động đẹp của hai bạn. Mong rằng sẽ có thêm thật nhiều những nội dung đẹp và ý nghĩa như thế này trên mạng xã hội. Như câu hát của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đó quý vị. Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui. Vậy thì tại sao không chọn lấy những niềm vui từ điều tích cực, phải không quý vị? Chuyển sang điểm tin giải trí. Thưa quý vị, theo thông tin báo Thanh Niên nhận được, Miss Teen Junior Model International 2017 Đinh Ngọc Bảo Châu bị một số tài khoản ẩn danh chia sẻ hình ảnh cá nhân của cô trong các hội nhóm Facebook cùng một số ảnh nhạy cảm không rõ mặt được làm mờ. Các bài đăng này thu hút lượng tương tác khủng, nhiều lượt chia sẻ, bình luận xin link video. Theo tìm hiểu của chúng tôi, chủ bài viết sẽ liên hệ với những người xin link và yêu cầu họ trả một khoản tiền để nhận clip. Khi phát hiện sự việc, Đinh Ngọc Bảo Châu ngay lập tức kêu gọi bạn bè báo cáo nội dung này trên Facebook và lên tiếng đính chính trên trang cá nhân. Chia sẻ với báo Thanh Niên, Miss Teen Junior Model International 2017 cho biết cô hoang mang và sốc khi bị đem hình ảnh câu view để rao bán clip 18+. Cô cho rằng không nên vì lợi ích cá nhân, tiền bạc, để bôi nhọ, chà đạp danh dự của người khác. Mạng xã hội không xấu, vấn đề nằm ở ý thức của người dùng. Đồng thời cô cho biết
bản thân bị áp lực và ảnh hưởng lớn về mặt tinh thần trước những thông tin thất thiệt. Cô lên tiếng ngăn chặn những hành động này vì nó gây hậu quả khôn lường đến cuộc sống của người bị hại. Hiện tại, các nội dung nhạy cảm liên quan đến Đinh Ngọc Bảo Châu đã bị gỡ khỏi các hội nhóm. Miss Teen Junior Model International 2017 cho biết cô sẽ yêu cầu cơ quan chức năng can thiệp nếu các đối tượng này tiếp tục sử dụng hình ảnh cá nhân của mình với mục đích không lành mạnh. Quả thật, một lần nữa, chúng ta phải gióng lên hồi chuông cảnh báo về vấn nạn bôi nhọ danh dự, nhân phẩm người khác trên mạng xã hội thế này. Và đồng thời, không tiếp tay cho những kẻ xấu thông qua các cách như share, xin link, quý vị nha. Hiện chúng ta đã có luật an ninh mạng, cho nên là các cơ quan chức năng sẽ mau chóng tìm ra chân tướng của thủ phạm. Vì thế, chúng ta hãy là một người dùng mạng xã hội có trách nhiệm, thông thái, hiểu và tôn trọng pháp luật. Đó sẽ là bức tường lửa để bảo vệ chúng ta trên môi trường mạng. Sau đây là những tin tức quốc tế đáng chú ý của Ngày Nhanh 6 giờ. Thưa quý vị, nhà lập pháp Ken Buck, thành viên của House Freedom Caucus, nhóm nghị sĩ theo đường lối cực hữu trong Hạ viện Mỹ cho rằng thỏa thuận trần nợ công không đem lại những khoản cắt giảm chi tiêu sâu hơn mà ông Kevin McCarthy đã hứa với đảng Cộng Hòa khi tranh chức Chủ tịch Hạ viện hồi tháng 1. Theo thỏa thuận, chi tiêu liên bang của Mỹ trong tài khoá 2024 sẽ không thay đổi so với mức năm nay và tăng 1% trong tài khoá 2025, trong khi giới hạn nợ công tạm thời được gỡ bỏ đến ngày 1 tháng 1 năm 2025. Văn phòng Ngân sách Quốc hội ước tính thỏa thuận này sẽ giúp giảm thâm hụt ngân sách khoảng 1,5 ngàn tỷ đô la Mỹ trong vòng một thập niên so với mức dự báo cơ sở theo luật hiện hành. Cuối tháng 4, Hạ viện Mỹ thông qua dự luật yêu cầu giảm thâm hụt 4,8 ngàn tỷ đô la trong 10 năm để đổi lấy việc tăng trần nợ, đẩy chính quyền Tổng thống Biden vào cuộc đàm phán căng thẳng với phía ông McCarthy. Thỏa thuận mà hai người nhất trí đã được lưỡng viện thông qua và ông Biden đã ký ban hành hôm 3 tháng 6. Để giành được vị trí Chủ tịch Hạ viện, ông McCarthy đã đồng ý với những thay đổi quy định theo hướng bất lợi cho ông, bao gồm quy định rằng một cuộc biểu quyết bãi nhiệm ông có thể diễn ra chỉ cần đề xuất từ một nhà lập pháp. Trong chương trình Sunday Morning Futures, ông McCarthy nói rằng thỏa thuận này không hoàn hảo nhưng là khởi đầu của việc đảo ngược con tàu về chi tiêu. Còn theo nghị sĩ Buck, ông McCarthy đã hứa với các đảng viên Cộng hòa rằng ông sẽ cắt giảm chi tiêu xuống ngang mức tài khoá 2022, chứ không phải xuống mức tài khoá 2023, cao hơn năm 2022 như trong thỏa thuận, khiến thỏa thuận này trở thành thất bại của đảng. Thời gian qua, nền tảng TikTok đối mặt với khả năng bị cấm cửa tại Mỹ. Các nhà lập pháp Mỹ cho rằng TikTok có quyền truy cập vào thông tin cá nhân của người dùng Mỹ. Vào ngày 23 tháng 3, giám đốc điều hành của TikTok Suzy Chiu đã trải qua phiên điều trần kéo dài 5 tiếng trước Quốc hội Mỹ. Tuy nhiên, điều này không ảnh hưởng đến độ nổi tiếng của TikTok cũng như những ứng dụng khác của công ty ByteDance như là CapCut, Lemonade trên thị trường Mỹ. Ứng dụng mua sắm Temu của công ty PDD Holdings đứng ở vị trí thứ 2 trên App Store vào tháng 5 năm 2023. Hay ứng dụng của thương hiệu thời trang Shein cũng nắm giữ vị trí thứ 14. TikTok nhấn mạnh thông tin người dùng Mỹ chỉ được lưu trữ trên các máy chủ bên ngoài Trung Quốc. Việc thu thập thông tin dùng để phân tích xu hướng sở thích của người dùng, sau đó hiển thị các sản phẩm, thông tin, dịch vụ phù hợp. Trước những lo ngại về an ninh quốc gia, các nhà lập pháp đã xem xét các đề xuất có thể dẫn đến lệnh cấm TikTok. Hiện giờ, dự luật nổi bật nhất có thể dẫn đến lệnh cấm TikTok là đạo luật hạn chế. Dự luật này sẽ trao cho Bộ trưởng Thương mại Mỹ quyền khuyến nghị cấm công nghệ đến từ một số quốc gia. Tuy nhiên, cũng có nhiều người lo ngại dự luật có thể trao cho cơ quan hành pháp quyền hạn để cấm cửa một số công nghệ. Sau đây, mời quý vị cùng nghe điểm tin dự báo thời tiết hôm nay, 6 tháng 6 năm 2023. Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 34 độ. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, đêm có mưa rào và rải rác có dông, ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 23 độ, có nơi dưới 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 34 độ, có nơi trên 34 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 34 độ. Ở khu vực Nam Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng tối nay và chiều tối mai, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, nhiệt độ thấp nhất từ 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 34 độ.
Tại Tây Nguyên, nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông. Cục bộ có mưa to đến rất to, nhiệt độ thấp nhất từ 20 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 độ, có nơi trên 31 độ. Khu vực Nam Bộ trời nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to, nhiệt độ thấp nhất từ 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 34 độ, có nơi trên 34 độ. Thưa quý vị, đến đây thì thời lượng dành cho Nghe Nhanh 6 giờ của podcast Thanh Niên cũng đã hết. Xuân Nhân và Cẩm Tú, cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với chương trình trong những phút vừa qua. Quý vị cũng đừng quên khung giờ của chương trình là 6 giờ sáng mỗi ngày trên một podcast tại địa chỉ thanhniên.vn cùng kênh YouTube, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast báo Thanh Niên. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và chúc quý vị có một ngày mới thật nhiều sức khỏe và niềm vui.